Lô, chào anh em nhé, chào mừng anh em cùng bác trở lại với cái channel của anh em nay. Là tất cỏ tài xỉu đây anh em ơi. Tiếp tục chương mục gỡ cầu chốt lại anh em nhé. Chốt lại canh cực mạnh mẽ cho nên mình tải cổng game tiêu đường trò chơi TTTC. Ai bốn nhỏ nhẹ tôi anh em 25 củ khoai thôi. Đây gõ cầu nhẹ nhàng chốt lại tí bàn đỏ đang 212 này, xíu nhẹ một tay đây. Xíu nhẹ một tay 3M cho nên tí đây nhá, 3M xíu bàn đỏ luôn. Bắt vào cầu 212 cho nên tí thôi. Vừa soi cầu gỡ cầu chốt lại vừa chia sẻ cho anh em tí gọi là kinh nghiệm kiến thức vào cầu chủ quân đây nhá. Rồi 33 33 tí ba anh em ạ, đánh về xỉu tiếp anh em là theo cầu 33 bằng xanh đây. Anh em xem thử là với bốn tầm 25M như này anh em sẽ gỡ cầu chốt được lại bao nhiêu anh em nhá. Người ta bảo là cầu đẹp thì chốt lại to anh em đúng không, mà cầu xấu chốt lại nhỏ nhẹ an toàn. Thì nếu mà anh em biết cách gỡ cầu soi cầu chốt lại rồi anh em sẽ thấy là vấn đề chốt lại tại cổng game tiền đường nhà chơi này không khó như anh em nghĩ đâu, nó đều có mẹo hết. Mình biết cách, biết áp dụng công thức và phương pháp soi cầu của tôi chia sẻ cho anh em ấy sẽ giúp anh em tăng cao tỷ lệ thắng và gõ cầu đều tay hơn đúng không ạ. Thôi tôi đang cố gắng gõ tí rồi mới vào cái tài rồi, thôi rồi kiếm tí tiền túi đá vài cốc bia nồi lẩu mà như này to anh em ơi. Thôi cái cây ba còn cây 5M đây, đánh cho anh em cây xỉu này thêm tí tiền nhờ, chắc 5M thôi. Thôi 5M nhẹ nhàng đi anh em, tham quá là dễ thăm đúng không ạ, thua cái này gửi cái khác thôi không phải vội vàng đúng không. Cây năm này mà gãy nữa thì mới khó chứ, gãy cái ba cái năm thì vẫn còn là ok chán anh em ạ. Xem thử bàn xanh này có xỉu không đây. Ôi 16 à, ôi 16 ra 3 anh em, phải chuẩn thật đấy, chuẩn ngay xỉu 10 luôn mới đâu này. À, cầu gì mà chuẩn thế này anh em ơi, cầu kiếp gì mà chuẩn thế này, thứ gì mà chịu nổi cho anh em đây đúng không. Cứ đều tay này chốt lại cho anh em quá là tuyệt vời luôn. Anh em chưa biết cách soi cầu gỡ cầu chốt lại thì cứ nhanh tay vào đây tí ok không. Xem hết những cái video của mình là đảm bảo có thêm kinh nghiệm kiến thức vào cầu tài xỉu chuẩn khuôn ngay cho anh em. Bàn xanh này đánh về 33 thôi, cái này về 33, cái này sẽ bị một tài một tây. Bàn đỏ thì sẽ là 4 tài, bàn đỏ 4 tài đánh tới anh em ạ. Bàn đỏ 4 tài đánh tới cho anh em, cứ đẹp là đánh thôi. Ông nào chưa biết cách soi cách gỡ đi vào đây, xấu 4 ra xấu này, bàn đỏ này anh em phải bảo không tài nữa đi. Bàn đỏ này mong bảo không tài đi mong ơi. Rồi tôi gãy cái đầu gọi là demo nhẹ nhàng thôi. Mấy cái sâu thì gọi là vào cầu chuẩn áp dụng đúng công thức đúng mẹo thì sao mà gãy được anh em. Mấy cái sâu cái đoạn đúng áp dụng đúng công thức đúng mẹo vào cầu rồi thì chốt lại anh em thấy đơn giản lắm nhá, chỉ là vấn đề thời gian cho anh em thôi. Hay gõ sôi chốt lại đều tay trúng khuôn cho anh em như này nên cùng chê thì là bó tay. Đúng không ạ? Gõ sôi đều tay chốt lại trúng chấn cho anh em tại cổng game tiên đường trò chơi tí quả này. Rồi cây tài tiếp nào, tông hai tay nào. Câu này gãy xỉu à. 1 mà 2 3 4 à, những cái sẵn đẹp luôn. 2 3 4 những cái sẵn đẹp đây cho anh em thì hơi khó anh em một tí nhá. Cầu hơi khoai, hơi fail anh em ạ. Rồi, bàn xanh gãy xỉu thì bàn đỏ này vẫn đánh với bật tài anh em 5 tây, cầu đi tài tới 4 khó gãy anh em. Nên khả năng cao sẵn luôn anh em gãy với tài 5 tây, thay vì đánh với 4 tây đánh với 5 tây luôn mong nhá. Đánh về 5 tây cho anh em luôn vạn này anh em ạ. Đấy. Mình đẹp đánh xấu bỏ hết, vừa đánh vừa phân tích cầu bàn xanh và bàn tài này, bàn xanh mình bị không ra anh em ạ. Bàn xanh bị không ra thì khả năng sẵn đánh về khuôn cầu là 33 của nó luôn, không bị anh em. Bàn đỏ rồi 22 rồi thì nặng kiểu gì nữa anh em ơi. À, quả cầu xỉu nặng 22 sau này thì khó rồi. Khó trên một phát này thôi. Hai gãy tiếp xỉu 5M nhờ. Hơi căng anh em ạ. Rồi xem thử bàn đỏ quả này nó về tài không. Quả này về xỉu nó lại chất dở luôn. Về tài bàn đỏ gỡ 4 bàn về tài bàn xanh gỡ 4 bàn đỏ vừa rồi nào anh em ơi. Này cái thông hay tay hơi khoai đấy. Chúng đẹp một tay mới ok đúng không ạ? Săn tài nào, săn tài nào. Có tài cho anh em, tài 10 anh em ạ, tài lăn luôn rồi. Chết sợ rồi, 25M cùng 15M này lỗ mất 10M cho anh em rồi. Bình tĩnh lại tí nào, cố gắng soi lại tí này em ơi. Chung đừng để mất bình tĩnh anh em ạ. Bang đỏ này 4 tài cái xỉu đúng không? Đánh về bật xỉu luôn em, 2 tay, 3 tay nhá. Xỉu tiếp em tay nhị cho anh em tay to đi, 6 7 8 9 10 15M thì on luôn em ạ. Quả này đánh tiểu on cho anh em tí này. Tôi thì không tin quả này lại gãy tiếp đâu anh em. Khả năng quả này mà đánh đều tay thì chỉ có chút lại to thôi mong nhá. Rồi cây cuối xỉu nào. Ui 43 ra 2. Rồi ok phải thế anh em ạ. Vào cầu chúng chỉnh như thế mà chút lại được cho anh em. Vào cầu lơ mơ phát là vỡ mồm ngay đúng không. Biết cách xoay cầu gõ cầu phải khác biệt ngay. Rồi tiếp tục băng xanh thì bật xỉu 5 tay nào anh em ạ. Đấy bắt đầu về lại cái quỹ đạo xuất phát cho anh em mình ngay thôi. Cứ nhẹ nhàng như thế này cho anh em thôi, kiểu gì cũng có lại liếc cho anh em hết, không phải lo mong nhá. Đẹp chốt to xấu chốt nhỏ cho anh em tí nào anh em ạ. Bàn xanh xỉu tiếp 5M, khả năng cao vốn nhỏ mà cầu xấu này chắc chốt là nhỏ an toàn thôi anh em. Chốt lại to thì nên lại hơi khó, không phải khó mà rủi ro cao quá thì cứ chốt lại nhỏ nhẹ an toàn tí cho anh em. Rồi bàn xanh trúng xỉu 9 anh em nhé, bắt đầu vào cầu thông ở đây mong ạ. Bắt đầu vào trúng dây cầu thông cho anh em rồi, vào cầu gọi là căng đét luôn.
này hai xỉu đúng không, bàn đỏ bỏ đi đánh bằng xanh luôn em, vài tay hai tay cuối nữa chốt lại là vừa mong ạ. Này năm xỉu, này năm xỉu cầu dài nhất 6 tay mà khả năng cao cầu con bệt xỉu em, đánh nhẹ một mờ thôi, cầu bệt càng dài tỷ lệ gãy càng cao, đánh nhẹ nhàng tí cho anh em nhé. Ok không anh em ạ, cứ nhẹ nhàng tình cảm tí mà chút lại không phải lo đúng không anh em. Băm bổ sẻ đều tay một cây xỉu bằng xanh nhẹ nhàng tí anh em, một mờ đi, cứ soi và gõ cầu như này đến mất sơ gọi là chốt lại được đây. Chốt lại được hay không thì xem cách anh em soi cầu chốt lại tí đúng không. Ông nào chưa biết cách soi cầu gõ cầu chốt lại trúng cuông vào đây, tôi chia sẻ anh em vài cái mẹo cũng như là cách thức gõ cầu vào cầu tài xỉu trúng cuông đây, giúp anh em tăng cao tỷ lệ thắng cũng như là chốt lại dễ dàng đều tay hơn tại cổng game Tiên Đường Trò Chơi TDTC. Anh em mình xem video thấy hay thì nhớ like, team subscribe đăng ký kênh ủng hộ tôi tí không nhá. Đấy, bàn xanh xỉu nhẹ một mờ khoai khoai xương xương anh em tí. Tay máy đi anh em ạ. Ôi 5-6 xa 2 rồi. Thôi. Ai gãy 1M thì sao không sao anh em nhé. 25 lên 33 thì hiện tại nó vẫn đang dương được. Xem ở đây 8M. 8M 9 thì còn 9M không ạ? 9M này chốt lại nhỏ nhẹ thôi. Kiếm kiếm cái tháng lương là ok rồi. Ngoài không gõ cầu tài xỉu 7-8 phút kiếm cái tháng lương ok cho anh em. Đánh lương tiếp cái xỉu anh em nhé. Đang lệ 980k. Đánh luôn phát này 980k anh em ạ. Để chẳng 33M ở đây. Tí cái này có thua thì chốt được lại nhỏ an toàn cho anh em. 25 lên 33 thì đang dương hiện tại 8M anh em ạ. Cái này ăn thì lên thêm gần 2M mà cái này thua thì chốt lại chẳng 8M khuôn cho anh em thôi. Cứ phải như thế luôn em. Ok chú anh em ơi, thoải mái mà sơi cho anh em tí không phải có lo luôn. Lầm lúa chốt lại tí cho anh em, đẹp đắn xấu bỏ anh em phát luôn em ạ. 980 xỉu bằng xanh tí anh em nhá. Xem thử câu này có xỉu không không ạ? 980 tí mô mây. Nhân tay gõ cầu cho em luôn. Rồi. Cây cuối vài tay trúng tí chút lại tí mông ơi. Bàn xanh. Tí bay rồi 1561. 1561 cho em rồi, trúng xỉu 7 anh em nhá rồi. Ok anh em này lên được cho em gần 35M rồi, 25 lên gần 35M đây thì chốt nhẹ lại 10M trúng cho em luôn. Đấy anh em mà con bác xem video thấy hay thì cứ like, team subscribe đăng ký kênh của tôi tí nhá. Cái này bây giờ sẽ chốt lại cái tụi video luôn. Bye anh em và con bác nhá.